Bài thứ 5 Mạt Na Thức, thức thứ 7. Thức này có nhiều tên, Mạt Na gọi theo nguyên âm tiếng Phạn, ý căn. Thức này là căn của ý thức, thức thứ 6. Vì thức thứ 6 nương thức này phát sanh. Thức thứ 7 theo thứ đệ thì thức này đứng nhằm thứ 7. Truyền thống thức, vì thức này có công năng truyền các pháp hiện hành vào tạng thức và tổng đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện hành. Ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là ý, song sợ người lầm lộn với ý thức thứ 6 nên thức thứ 7 này chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức. Thức này chỉ duyên kiếm phần của thức A Lại Gia chấp làm thật ngã và thật pháp. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với một ba cảnh, thức này chỉ có đới chất cảnh. Hai ba đường, thức này chỉ có phi lượng. Ba ba tánh, thức này chỉ có hữu phú vô ký tánh. Bốn ba giới, trong ba giới thức này đều có đủ. Năm chính địa, trong chính địa thức này có đủ. Sáu tâm sở, thức này có 18 tâm sở, 5 món biến hành, 1 món huệ trong biệt cảnh, 4 món căn bổn phiền não, si, kiến, mạng, ái và 8 món đại tùy. 7. Chính duyên, thức này chỉ có 3 duyên: căn cảnh duyên, tác ý duyên, chủng tử duyên. 8. Tánh, hằng thẩm xét là lo nghĩ, hằng thẩm tư lương. 9. Tướng, lo nghĩ, tư lương di tánh tướng. 10. Nghiệp dụng, làm chỗ cho 6 thức trước nương, hoặc nhiễm hay tịnh. Khi lên thánh vị, thức này đối với một quán hạnh, thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc, chỉ nhờ thức thứ 6 tu quán đoạn hoặc mà thức này cũng được đoạn. Hai đoạn hoặc và chuyển thành trí, có 3 giai đoạn. Đến sơ địa thì thức này mới vừa chinh phục được 2 món chấp về phần cu sanh và chuyển thành bình đẳng tánh trí. Khi lên bát địa, vô công dụng đạo, thức này đoạn được cu sanh ngã chấp. Đến kim cang đạo thì thức này mới đoạn được cu sanh pháp chấp. 3. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì thức này hiện ra thân tha thọ dụng để giáo hóa thập địa Bồ Tát. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói thức này khi lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: đới chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng di phi, bát đại biến hành biệt cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Dịch nghĩa: đới chất hữu phú thông 78, tùy duyên chấp ngã thuộc phi lượng, tám đại biến hành huệ biệt cảnh, tham si ngã mạng thường theo nhau. Lược giải: trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về đới chất cảnh. Ba tánh, thức này chỉ thuộc về hữu phú vô ký tánh. Cảnh đế chất của thức này là thông cả thức thứ 7 và thức thứ 8. Nghĩa là thức thứ 7 dùng kiếm phần năng duyên của mình, tức là tâm, trên nguyên văn bài tụng chữ Hán gọi là tình, duyên qua kiếm phần của thức thứ 8. Kiếm phần thức thứ 8 cũng là tâm, song vì bị thức thứ 7 lấy nó làm bản chất để duyên, nên trên bài tụng theo nguyên văn chữ Hán gọi là bổn, tức là bản chất vậy. Rồi biến lại cảnh đới chất, vì thế nên trong duy thức có câu: dĩ tâm duyên tâm chân đới chất, trung gian tướng phần lưỡng đầu sanh. Nghĩa là thức thứ 7 dùng kiếm phần của tâm mình, duyên qua kiếm phần tâm của thức thứ 8, nên chính giữa hai thức này sanh ra một tướng phần là cảnh chân đới chất. Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong tam giới,
thì thức này cũng theo đó mà chấp ngã. Trong ba lượng, thức này thuộc về phi lượng. Về tâm sở thì thức này có 18 món, 8 đại tùy, 5 món biến hành và 1 món huệ trong 5 món biệt cảnh, với 4 món căn bổn phiền não là tham, si, mạn và ngã kiến. Bài tụng thứ hai: Hằng thẩm tư lương ngã tương tùy, hữu tình nhật dạ trấn hôn mê, tứ hoạt bát đại tương ưng khởi, lục chuyển hô di nhiễm tịnh y. Dịch nghĩa: Hằng xét đo lường theo chấp ngã, hữu tình ngày đêm bị mê muội, bốn hoặc tám đại chung nhau khởi, sáu thức gọi là nhiễm tịnh y. Lược giải: Thức thứ bảy thường suy xét so đo chấp kiếm phần của thức thứ tám làm ngã. Trong bát thức quy củ tụng trang chủ có nói: Thức thứ tám có hằng mà không thẩm xét, thức thứ bảy vừa hằng lại vừa thẩm xét, thức thứ sáu có thẩm xét mà không hằng, năm thức trước không hằng và không thẩm. Cũng vì thức này chấp ngã nên chúng hữu tình mê muội trong sanh tử đêm dài mà chẳng tự biết. Thức này tương ưng với bốn món căn bổn phiền não là si, kiến, mạn, ái và tám món đại tùy. Sáu thức trước gọi thức này là nhiễm tịnh y, lục thức hô chi nhiễm tịnh y. Bài tụng thứ ba: Cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh, vô công dụng hạnh ngã hằng thôi, Như Lai hiện khởi tha thọ dụng, thập địa Bồ Tát sở bị côi cơ. Dịch nghĩa: Đến sơ địa thành bình đẳng trí, đến vô công dụng hằng phá ngã, Như Lai hiện thân tha thọ dụng, giáo hóa hằng thập địa Bồ Tát. Lược giải: Hành giả khi chứng được quan hỷ địa, tức là sơ địa, thì thức này chuyển lại thành bình đẳng tánh trí. Đến bất động địa, tức là địa thứ tám, cũng gọi là vô công dụng hạnh. Lúc bấy giờ, hành giả mới dẹp trừ chủng tử của ngã chấp. Đến khi chứng quả Phật, thức này đã chuyển thành trí, hiện ra thân, tha thọ dụng để giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát. Bài thứ sáu: A Lại Gia Thức. Thức thứ tám: Thức này có rất nhiều tên, khi đọc đến luận A Đà Na Thức, quý vị sẽ hiểu rõ. Nay chúng tôi chỉ kể sơ lược một vài tên. Một, đệ bát thức, thức thứ tám. Vì theo thứ đệ, một là nhãn thức, hai là nhĩ thức, cho đến thức thứ tám là thức này, nên gọi là đệ bát thức. Hai, A Lại Gia Thức, tàu dịch là tàng thức. Thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp. Thức là thể, mà chứa là dụng. Hiệp cả thể và dụng nên gọi là thức chứa, tàng thức, có ba nghĩa. Năng tàng, năng chứa. Thức này có công năng chứa đựng và giữ gìn chủng tử, hạt giống của các pháp. Sở tàng, bị chứa. Thức này là chỗ để chứa các pháp. Ngã ái, chấp tàng, gọi tắt là chấp tàng. Thức thứ bảy, chấp kiếm phấn của thức này làm ta và thường ái luyến. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với một, ba cảnh. Thức này chỉ duyên về vô bản chất tánh cảnh. Hai, ba lượng. Thức này chỉ có hiện lượng. Ba, ba tánh. Thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Bốn, ba thọ. Thức này chỉ có xả thọ. Năm, ba cõi. Thức này tùy nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi. Sáu, chính địa. Trong chính địa đều có thức này. Bảy, tâm sở. Thức này chỉ tương ưng với năm món biến hành, song trong năm thọ thì nó chỉ có xả thọ. Tám, chính duyên. Thức này chỉ có bốn duyên: căn, mạt na, cảnh, căn thân, thế giới và chủng tử. Tác ý, chủng tử. Chính, thể, tánh. Dơ dơi không cùng.
hạo hạo tam tàng bất khả cùng. 10. Tướng, thức này như vực sâu, nguyên thâm thất lãnh cảnh di phong. 11. Nghiệp dụng, thức này duy trì chủng tử căn thân thế giới và làm chỗ để thọ các pháp quân vào. Khi lên thánh vị, thức này đối với: 1. Quán hạnh, không có quán hạnh. 2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí. Khi lên bất động địa, bát địa thì hành giả đoạn được cu sanh ngã chấp. Lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên tàn thức. Đến kim cang đạo rồi thì hành giả đoạn hết cu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sanh tử, cho nên cũng không còn tên là vị thục thức. Vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết. Lúc bấy giờ thức này được gọi là vô cấu thức và chuyển thành đại viên cảnh trí. 3. Chứng quả và diệu dụng, vì thức này đã thành đại viên cảnh trí nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như di trần. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng để tóm lại các nghĩa trên như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói khi đã lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất: tánh duy vô phú ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Dịch nghĩa: vô phú tánh và năm biến hành, ba cõi chính địa tùy nghiệp sanh, nhị thừa không rõ sanh mê chấp, bởi thế nên chi luận chủ tranh cải. Lược giải: trong ba tánh, thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Trong 51 món tâm sở, thức này chỉ tương ưng với 5 món biến hành. Song trong 5 thọ thì nó chỉ có xả thọ. Tùy theo nghiệp lực kéo dẫn mà thức này sanh trong 3 cõi và 9 địa. Hàng dị thừa không hiểu, chấp thức này không có, bởi thế nên luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong các kinh luận để tranh luận, chỉ rõ và quyết định phải có thức thứ 8 này. Bài tụng thứ 2: hạo hạo tam tàng bất khả cùng, nguyên thâm thức lãng cảnh di phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Dịch nghĩa: chơi vơi ba tàng không cùng tột, vực sâu bảy sóng cảnh làm gió, chịu quân trì chủng và thân cảnh, đến trước đi sau làm chủ ông. Lược giải: ba tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Bởi thức này có công năng duy trì các chủng tử nên gọi là năng tàng. Vì thức này là chỗ để chịu cho các pháp hiện hành quân vào nên gọi là sở tàng. Thức thứ 7 chấp kiếm phần của thức này làm ngã nên gọi là ngã ái chấp tàng. Thể và dụng của thức này sâu rộng vô cùng, hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấu tột. Chứng hữu tình từ vô thủy đến nay cũng do thức này mà sanh tử tương tục không cùng tột, nên trong bài tụng nói: dơ dơi ba tàng không cùng tột. Biển tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên, căn, cảnh, chủng tử và tác ý một phen thổi vào thì sóng bảy thức nhấp nhô nổi dậy. Thức này có công năng duy trì chủng tử, căn thân, thế giới và chịu cho các pháp hiện hành quân vào. Thức này làm ông chủ, vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn khi đầu sanh thời nó lại đến trước. Cổ nhân có làm bài kệ để tả trạng thái người chết trong lúc thần thức sắp rời thân xác, có thể kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay đọa xuống. Chánh văn: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cướp tâm xuất. Dịch nghĩa: thánh đầu
trời tại mắt, người tim ngạ quỷ bụng, súc sanh hai chân xuống, địa ngục bàn chân ra. Bài tụng thứ ba: Bất động địa tiền tài xả tạng, kim can đạo hậu dị thục không, đại viên chu cấu đồng thời phát, phổ chiếu thập phương trần sát trung. Dịch nghĩa: Đến đệ bát địa bỏ tên tàn, chính kim can đạo không dị thục, gương trí không nhơ đồng thời phát, khắp chiếu mười phương vô số cõi. Lược giải: Hành giả khi đến bất động địa, tức là bát địa trở lên, thì thức này mới xả cái tên tàn thức, mà chỉ còn gọi là dị thục thức. Khi đến dị đẳng giác được kim can đạo, thì thức này không còn gọi tên là dị thục nữa, vì lúc bấy giờ các chủng tử hữu lậu cấu nhiễm đã hết, nên thức này được đổi tên là vô cấu thức. Chỉ còn thuần chủng tử vô lậu thanh tịnh nên cũng được gọi là bạch tịnh thức. Đến kim can đạo thì thức này được gọi là vô cấu và chuyển thành đại viên cảnh trí, nên trong bài tụng nói đại viên trí vô cấu thức đồng thời phát. Trí đại viên này chiếu khắp cả mười phương thế giới nhiều như số cát sông Hồng, và hiện ra báo thân Phật và hóa thân Phật để độ thoát chúng sanh tột đến đời Vị Lai. Tóm lại, thức thứ tám này vì trải qua ba giai đoạn nên có ba tên khác nhau. Một, từ phàm phu cho đến mãn thức địa thì gọi thức này là tàn thức, a lại gia hay dị thục thức. Hai, từ bát địa đến đẳng giác thì không còn gọi là tàn thức mà chỉ gọi là dị thục thức. Ba, đến quả vị Phật thì tên dị thục cũng không còn mà chỉ gọi là vô cấu thức hay bạch tịnh thức. Muốn cho người học dễ nhớ hành tướng và công năng của tám thức tâm dương, nên cổ nhân có làm bài thơ rằng: Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá buôn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Dịch nghĩa: Anh em tám chú một chàng si, thức thứ bảy, vì có ý thức rất linh ly, khôn ngoan. Năm người ngoài cửa lo buôn bán, năm thức trước làm chủ trong nhà để bác y, thức thứ tám. Bài thứ bảy, tâm sở, có 51 món. Tâm sở hữu pháp gọi tắt là tâm sở, nghĩa là pháp sở hữu của tâm dương. Tâm sở tùy theo tâm dương mà khởi và giúp đỡ tâm dương để tạo nghiệp. Giữ thử tương ưng cố, tâm sở có 51 món chia làm 6 loại. Tâm sở biến hành có 5 món. Chữ biến hành nghĩa là đi khắp, 5 món tâm sở này đi khắp 4 chỗ, tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chỗ, không gian, ba cõi, chính địa, tất cả các thức, tám thức tâm dương, tất cả tánh, tánh lành, dữ và tánh không lành dữ. Một, xúc, tiếp xúc, gặp gỡ, tánh của tâm sở này hay làm cho tâm dương hoặc tâm sở tiếp xúc với cảnh, nghiệp dụng của nó. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho thọ, tưởng, tư, vân vân để phát sanh. Hai, tác ý, mong khởi cái ý, tánh của tâm sở này hay tánh thức chủng tử của tâm dương, tâm sở khiến cho sanh khởi. Nghiệp dụng của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh. Ba, thọ, lãnh thọ, tánh của tâm sở này hay lãnh thọ những cảnh thuận nghịch và cảnh không thuận nghịch. Nghiệp dụng của nó là mong muốn, như gặp cảnh thuận thì muốn hiệp, gặp cảnh nghịch thì muốn lìa, và muốn cảnh không thuận, nghịch. Nói lại cho dễ hiểu là thọ cảnh vui, buồn và cảnh bình thường. 4. Tưởng, nhớ tưởng, tánh của tâm sở này hay tưởng hình tượng của cảnh vật. Nghiệp dụng của nó là bịa đặt ra những danh từ để kêu gọi.
như tưởng hình tướng trắng, mỏng và vuông, rồi tùy theo đó mà đặt ra cái tên là tờ giấy. 5. Tư, lo nghĩ. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm lo nghĩ tạo tác. Nghiệp dụng của nó là sai tâm làm những việc lành dữ hoặc không phải lành dữ. Tâm sở biệt cảnh có 5 món. Chữ biệt cảnh là mỗi cảnh riêng khác. 5 món tâm sở này mỗi món duyên mỗi cảnh riêng khác. 1. Dục, mong muốn. Tánh của tâm sở này là hằng mong muốn duyên những cảnh vui thích. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho siêng năng. 2. Thắng giải, hiểu biết rõ ràng. Tánh của tâm sở này hiểu biết rõ ràng, không có nghi ngờ. Nghiệp dụng của nó là quyết định, không chuyển đổi. 3. Niệm, nhớ. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm ghi nhớ rõ ràng những cảnh đã qua. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho định. 4. Định, chuyên chú. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm khi đối với cảnh chuyên chú không tán loạn. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho trí. Vì khi đối với cảnh tâm chuyên chú không tán loạn nên sanh ra trí. 5. Huệ, sáng tỏ. Tánh của tâm này khi đối với cảnh sáng suốt lựa chọn. Nghiệp dụng của nó dứt nghi ngờ. Trong khi đối với cảnh vì có huệ suy xét nên quyết định không còn nghi ngờ. Tâm sở thiện có 11 món. Chữ thiện là hiền lành. Bản tánh của 11 tâm sở này hiền lành và làm lợi ích cho chúng sanh. 1. Tính. Tinh tánh của tâm sở này tin chịu những gì có thật, chân thật, đức, hình dung, năng, nghiệp dụng và làm cho tâm được thanh tịnh. Nghiệp dụng của nó đối trị bất tín và ưa việc lành. 2. Tinh tấn. Tinh chuyên và tấn tới. Tánh của tâm sở này siêng năng đoạn các việc dữ, làm các việc lành. Nghiệp dụng của nó đối trị giải đãi và làm viên mãn việc lành. 3. Tàm. Tự xấu hổ. Tánh của tâm sở này mỗi khi làm điều gì quấy tự mình xấu hổ, kính trọng người hiền và ưa việc phải. Nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết xấu hổ và ngăn ngừa việc dữ. 4. Quý, thẹn với người. Tánh của tâm sở này khi mình làm điều gì quấy thấy người thẹn thùa, không chịu gần người ác, chẳng làm việc dữ. Nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết thẹn và ngăn làm việc ác. 5. Vô tham, không tham lam. Tánh của tâm sở này không tham lam cảnh dục lạc trong tam giới. Nghiệp dụng của nó đối trị lòng tham và ưa làm việc lành. 6. Vô sân, không sân hận. Tánh của tâm sở này khi đối với cảnh trái nghịch không nóng giận. Nghiệp dụng của nó đối trị sân hận và ưa làm việc lành. 7. Vô si, không si mê. Tánh của tâm sở này khi đối với sự lý hiểu biết rành rõ không mờ ám. Nghiệp dụng của nó đối trị si mê và ưa làm việc lành. 8. Khinh an, nhẹ nhàng thư thới. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái, xa lìa những gì nặng nề bực bội. Nghiệp dụng của nó đối trị hôn trầm. 9. Bất phóng dật, không buông lung phóng túng. Tánh của tâm sở này là phòng ngừa việc ác, làm việc lành và không phóng túng. Nghiệp dụng của nó làm viên mãn việc lành ở thế gian, xuất thế gian và đối trị buông lung. 10. Hành xả, làm rồi không chấp trước. Tánh của tâm sở này khi làm các việc phước thiện không chấp trước, khiến tâm an trụ nơi vô công dụng. Nghiệp dụng của nó đối trị trạo cử và làm cho tâm an trụ nơi yên tịnh. 11. Bất hại, không làm tổn hại. Tánh của tâm sở này không làm tổn hại tất cả chúng hữu tình. Nghiệp dụng của nó từ bi thương xót loài vật và đối trị tổn hại. Căn bản phiền não có 6 món. 6 món phiền não này thuộc về ác. Nó làm cội gốc sanh ra các phiền não chi mạc,
nên gọi là căn bản. Một, tham. Tham lam, tánh của tâm sở đầy tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích, như tài sắc, danh vọng, vân vân. Nghiệp dụng của nó làm chứng ngại vô tham và sanh tội khổ. Hai, sân, nổi nóng. Tánh của tâm sở này giận ghét những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm không yên ổn, chướng ngại tánh vô sân và sanh các tội lỗi. Ba, si, ngu si hoặc gọi là vô minh, không sáng suốt. Tánh của tâm sở này là mê muội, không biết hay dở, phải quấy. Nghiệp dụng của nó sanh ra các pháp tạp nhiễm và chướng ngại tánh vô si. Ba món phiền não tâm sở, tham, sân, si này làm chướng ngại ba món vô lậu là giới, định và huệ. Bốn, mạng, khinh mạng. Tánh của tâm sở này ỷ tài năng hoặc thế lực của mình, khinh dễ ngạo mạn người. Nghiệp dụng của nó làm chân sanh ra tội lỗi và chướng ngại tánh không khinh mạng. Năm, nghi, nghi ngờ, do dự. Tánh của tâm sở này nghi ngờ, không tin những việc phải, chân chánh. Nghiệp dụng của nó làm trở ngại việc lành và chướng ngại tánh không nghi. Sáu, ác kiến, thấy biết thuộc về tội ác, nhiễm ô. Tánh của tâm sở này hiểu biết điên đảo, không đúng chánh lý. Nghiệp dụng của nó gây tạo tội khổ và chướng ngại những hiểu biết chân chánh. Ác kiến này có năm món. Một, thân kiến, chấp ta, ngã. Hai, biên kiến, chấp một bên, hoặc chấp ta chết rồi mất hẳn, chấp đoạn, hoặc chấp ta chết rồi còn hoài, chấp thường. Ba, tà kiến, chấp tà, mê tín, dị đoan. Bốn, kiến thủ, chấp cứng chỗ hiểu biết của mình là đúng, mặc dù có người biết sai, chỉ bảo lại cũng không nghe. Năm, giới cấm thủ, chấp giữ theo những giới cấm không chân chánh của ngoại đạo, nói rộng ra là chấp theo những tục lệ không hay.